Để có những chậu hoa đẹp, độc lạ, trưng ngày Tết, nhiều người Việt sẵn sàng chi ra một khoản lớn để săn lùng những cực phẩm. Trong đó, các dòng hoa nhập khẩu có độ bền, tươi lâu như đào đông đỏ, mai Mỹ đang là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng để mắt. Bên cạnh mai, đào là loài hoa trưng bày quen thuộc trong dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, dân thành thị lại có xu hướng săn lùng, chọn mua cành cà phê về làm cảnh, trang trí không gian. Đào Thất Thốn, Nhật Tân, Hà Nội là một trong những lựa chọn. Gốc đào tuổi càng cao thì càng quý hiếm và đắt giá. Trung bình một gốc đào Thất Thốn được bán với giá vài chục triệu, có gốc thậm chí vài trăm triệu đồng. Nhiều nhà vườn tại Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, thời điểm này năm ngoái, thương lái đã vào tận vườn đặt mua bưởi gần hết với giá dao động từ 45.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, năm nay ít thương lái đến vườn và giá bưởi hiện ở mức rất thấp. Cụ thể, giá bưởi loại 1 đang ở mức 30.000 đồng 1 kg, còn lại chỉ ở mức từ 15.000 đến 20.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân giá bưởi năm nay giảm là do diện tích bưởi tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai tăng, dẫn đến cung vượt cầu. Thương lái không thu mua vì không xuất khẩu sang Trung Quốc được. Các tổ chức và chuyên gia phân tích dự báo, đại dịch COVID-19 chưa chắc có thể kiểm soát hoàn toàn trong năm 2021. Quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu kéo dài và phụ thuộc nhiều vào lời giải từ vaccine, quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, trong năm 2021, tăng trưởng toàn cầu sẽ đạt khoảng 5,4%, thấp hơn nhiều so với con số 6,5% mà tổ chức này đưa ra vào thời điểm trước khi đại dịch bùng phát vào tháng 1 năm 2020. Ngân hàng Thế giới cũng không mấy lạc quan về khả năng phục hồi nhanh của kinh tế toàn cầu khi bóng đen COVID-19 vẫn đang hiện hữu.